Thầy Việt có gì nói với các em ý không? Hay là coi như mình vào bài luôn? Vâng, anh cứ bắt đầu thôi ạ. Ok, rồi. Thế thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tập trung ở đây để nghe thầy giới thiệu về cái cơ sở dữ liệu ở trong bảng tính Excel. Thế thì có lẽ là chúng ta bắt đầu nha, để tôi xin phép được share màn hình ạ. Chúng ta có nhìn thấy cái màn hình của tôi không? Các em có nhìn thấy cái chia sẻ màn hình của thầy không? Nếu có thì coi như là gõ vào trong cái hộp chat ấy là một cho thầy biết đi. Ok, rồi. Thế thì về cái cơ sở dữ liệu ấy, thì khái niệm cơ sở dữ liệu trong bảng tính Excel thì ta có thể coi như hiểu nó đơn giản như sau. Thế cái cơ sở dữ liệu đấy nó là một cái bảng 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 dữ liệu dùng để quản lý thông tin về các cái đối tượng nào đó. Thế thì cái bảng dữ liệu này là phải được tổ chức theo một cái quy định. Mà cái quy định ở đây thì nó đơn giản thôi. Nó có hai cái yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất là về cái tiêu đề các cột của cái bảng dữ liệu đấy là nó phải được tổ chức trên một dòng. Chứ nằm ở trên nhiều hơn một dòng là không được. Nằm trên hai ba dòng là không được. Thế cái đầu tiên là cái tiêu đề các cột nó phải được tổ chức nằm trên một dòng. Và cái thứ hai ấy, là từ dòng thứ hai của cái bảng, nghĩa là sau cái dòng tiêu đề, từ cái dòng thứ hai trở đi là đấy là coi như dùng để quản lý thông tin của các đối tượng mà cái bảng nó quản lý. Thông tin về mỗi đối tượng là được ghi ở trên một dòng. Thế thì ở trong cái cơ sở dữ liệu này thì mỗi một cái cột của cái bảng là ghi một cái thông tin nào đó về cái đối tượng, chẳng hạn như là trên màn hình các bạn nhìn là trong cái bảng này là có cột thì ghi thông tin họ tên, có cột ghi thông tin về phòng, cột thì ghi về chức vụ. Như thế thì mỗi một cột là nó ghi một cái loại thông tin về đối tượng. Thế mỗi một cột thì nó được gọi là một cái trường, một cái trường. Và cái tiêu đề cột thì nó gọi là cái tên trường. Còn mỗi một dòng thì mỗi một dòng sau cái dòng tiêu đề ấy là ghi thông tin về một đối tượng. Thì mỗi một cái dòng ấy nó gọi là một cái bảng ghi, mỗi một cái dòng mà ghi thông tin đối tượng đấy thì nó gọi là một cái bảng ghi, đấy là một cái record. Đấy. Thế sau đây thì tôi đưa ra những cái đưa ra ví dụ để cho các bạn thấy là có những cái bảng mà nó không phải là cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như là cái bảng đang ở trên màn hình thì ta thấy là cái bảng này không phải là cơ sở dữ liệu, bởi vì là cái dòng tiêu đề, ta thấy là cái dòng tiêu đề ở đây là nó được tổ chức trên hai cái dòng của bảng tính. Cụ thể cái tiêu đề của bảng nó nằm trên dòng 4, dòng 5 của bảng tính. Như thế thì là nó không tuân theo cái quy định về cái cơ sở dữ liệu, do đó là đây không phải là cơ sở dữ liệu. Đấy. Hoặc là ở trong cái bảng bảng lương mà tôi đưa ra ở đây ấy, thì là cái cơ sở dữ liệu của ta ấy, là ta nhìn là nó cái dòng thứ tư, dòng 4 là cái dòng ghi tiêu đề các cột của cái bảng. Thế là từ sau dòng 4 này, từ dòng 5 cho đến dòng 12 là mỗi dòng ghi thông tin về một đối tượng mà cái bảng này nó quản lý. Đấy.
Thì cái cơ sở dữ liệu ở đây là nó là từ cái ô A4 cho đến là cái cột cái ô I12 này. Còn từ cái dòng 13 này là có những dòng tổng, dòng trung bình, dòng cao nhất, thấp nhất. Thì những cái dòng tổng, trung bình, cao nhất, thấp nhất này ấy, là nó không phải là nằm trong cơ sở dữ liệu. Đây là những cái dòng mà coi như là nó những dòng kết xuất thông tin từ cái cơ sở dữ liệu bên trên. Như thế thì trong cái bảng này tính về cơ sở dữ liệu là ta chỉ có tính cái phạm vi là nó từ cái phạm vi từ ô A4 cho đến cái ô I12. Đấy. Thế thì nhìn vào thì coi như là thấy cái cơ sở dữ liệu với cả cái bảng dữ liệu thì nó cũng na ná như nhau. Thế nhưng mà coi như là nếu như là cái bảng dữ liệu mà tổ chức theo cái nguyên tắc của cái cơ sở dữ liệu, tổ chức nó thành dưới dạng một cái cơ sở dữ liệu thì ngoài những cái thao tác làm việc với bảng biểu thông thường, chẳng hạn như cộng trừ nhân chia giữa các dòng, giữa các cột, thì nếu như cái bảng được tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu thì nó có thể làm được nhiều việc hơn là với cái bảng mà coi như là không tổ chức cơ sở, không tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu. Thì ta sang cái phần 2, vào những cái thao tác làm việc được, những thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu. Thì ngoài những cái thao tác làm việc với bảng biểu thông thường là như tôi vừa mới nói là làm những phép tính cộng trừ nhân chia giữa các dòng, giữa các cột. Đấy, chẳng hạn như là cái cột lương được tính bằng là phụ cấp cộng với cả lương cơ bản, hay là những cái dòng tổng thì bằng tổng của tất cả những cái lương vân vân. Thì là nếu như là cái bảng được tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu thì nó còn có thể làm thêm được những cái thao tác như thế này, là những cái thao tác như là tìm kiếm. Đấy, là tìm trong cái bảng cơ sở dữ liệu đấy xem những cái đối tượng nào thỏa mãn cái điều kiện nào đó, tìm đấy thì chỉ ra cho ta biết đấy là những đối tượng nào. Hoặc là thao tác rút trích. Rút trích ở đây là nó cũng tựa tựa như tìm kiếm, là tìm ở trong cơ sở dữ liệu xem có những cái đối tượng thỏa mãn một cái điều kiện gì đó, là tìm được thì trích ghi nó ra một cái vùng khác của bảng tính Excel. Hoặc là xóa những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện nào đó. Đấy. Nhiều khi là trong cái cơ sở dữ liệu của ta ấy, thì ta cũng có nhu cầu là loại bỏ đi những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện gì đó. Đấy. Thì nếu thỏa mãn thì ta xóa bỏ đi. Đấy. Thế thì ở đây là những thao tác tìm kiếm, rút trích, xóa. Đấy. Thì là làm việc với cả những đối tượng thỏa mãn một cái điều kiện nào đó. Cái điều kiện ở đây ấy, là thường là coi như là cái điều kiện là thể hiện cái yêu cầu là trên một cái cột nào đó của cái bảng tính là đối tượng cần phải thỏa mãn một cái điều kiện gì đó. Lấy ví dụ chẳng hạn như là từ cái bảng lương tháng 3 ta thấy ở trên màn hình thì ta có những cái yêu cầu, có thể coi như là có những yêu cầu làm việc với cơ sở dữ liệu như sau. Chẳng hạn như là ta tìm những cái người có chức vụ là nhân viên là NV ở phòng hành chính chẳng hạn. Đấy, mà có lương là lớn hơn 6.000 đồng. Đấy. Đấy thì đây là cái thao tác tìm kiếm. Đấy. Hay là trích ra những cái người mà có họ là Hoàng hoặc là họ Trần, những người họ Hoàng và họ Trần thì tìm ở trong cái bảng dữ liệu này, tìm thấy những cái người đấy thì trích ghi nó ra một cái vùng nào đó của bảng tính. Đấy. Ngoài những thao tác tìm kiếm, rút trích, xóa thì là ta cũng thể là thực hiện một số tính toán ở trên một nhóm đối tượng thỏa mãn một cái điều kiện nào đó. Thì là cái thao tác này là thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu, chứ còn thao tác làm với cái bảng tính thông thường thì nó không có thao tác này. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là ở đây ta tính tổng lương của những người có chức vụ là nhân viên ở phòng hành chính. Thế thì với cái bảng cơ sở dữ liệu như thế này thì ta tính tổng của tổng lương. Tổng của tổng lương là không phải tính hết cho tất cả các đối tượng mà chỉ những đối tượng nào thỏa mãn cái điều kiện ta đưa ra là ở phòng hành chính và là nhân viên thì ta mới tính. Thế thì xem những cái người như thế thì có cái tổng của tổng lương nó bằng bao nhiêu. Đấy. Thì cái này là ta phải dùng cái hàm tính tổng. Đấy. Làm việc với cơ sở dữ liệu. Chứ cái hàm sum thông thường thì coi như là ta sẽ không tính được. Đấy. Hàm sum thông thường thì nó lại tính cho toàn bộ cái cột tổng lương thì nó lại không
không không không thực hiện được cái yêu cầu của ta. Thế thì để làm những cái thao tác vừa rồi là thao tác tìm kiếm này, thao tác rút trích này, hay là xóa những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện nào đó. Đấy. Thì là cái việc đầu tiên là ta phải xây dựng cái vùng tiêu chuẩn thể hiện cái điều kiện mà đối tượng cần thỏa mãn. Thế cái vùng tiêu chuẩn này thì nôm na ta hiểu là thế này, là ta xây dựng cái vùng tiêu chuẩn dưới dạng một cái bảng con. Thế ở trong cái vùng, trong cái điều kiện của ta là cái điều kiện đấy nó liên quan đến cái những cái cột nào ở trong cơ sở dữ liệu, thì là ở vùng tiêu chuẩn là cái dòng đầu tiên ta liệt kê ra tiêu đề của những cái cột mà liên quan đến cái điều kiện, cái tiêu chuẩn. Thế còn từ dòng thứ hai trở đi là ta liệt kê những cái điều kiện mà đối tượng cần thỏa mãn, nghĩa là trên cột này cần thỏa mãn cái điều kiện gì, trên cột kia cần thỏa mãn điều kiện gì, ta liệt kê. Thế thì ở trong Excel ấy là về cái vùng tiêu chuẩn là nó có bốn cái dạng vùng tiêu chuẩn. Thế ta sẽ xét lần lượt từng cái dạng một. Dạng một thì đơn giản thôi, là nó yêu cầu là trên cái cột nào đó thì đối tượng cần có cái giá trị đúng bằng một cái giá trị cụ thể nào đó. Ta xét tổng quát cả bốn cái dạng đấy xong rồi sẽ đi vào từng cái dạng cụ thể. Đấy. Thì ở cái dạng một này thì nếu ta xây dựng cái vùng tiêu chuẩn thì rất đơn giản. Ta chỉ cần là coi như là cái điều kiện đó liên quan đến cái cột nào thì ta liệt kê tiêu đề cột. Thế sau đó rồi là cái giá trị đối tượng cần đạt là bao nhiêu thì ta liệt kê ở bên dưới. Thế còn dạng thứ hai là cái dạng tiêu chuẩn so sánh, thì là nó thể hiện trên cái cột nào đó dữ liệu cần phải thỏa mãn cái điểm thức so sánh nào, thì cũng đơn giản là cái cột cột đó tiêu đề là gì, ta liệt kê cái tiêu đề cột ra. Thế xong rồi cái biểu thức so sánh ở đây là so sánh lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, rồi so sánh khác đấy, thì cái biểu thức cần cái biểu thức so sánh mà đối tượng cần phải thỏa mãn là gì, thì ta liệt kê cái biểu thức đấy ra ngay ở phía bên dưới cái tiêu đề của cái cột đấy. Còn cái dạng thứ ba là cái dạng mà coi như là nó hơi đặc biệt một chút, là cái dạng là thỏa mãn công thức. Thì cũng có thể là ta có cái yêu cầu là trên cái cột nào đó thì cái đối tượng cần phải thỏa mãn cái công thức gì, thì cái cột đó là cái cột gì ta liệt kê ra. Như ở đây là coi như là thế này, cái tiêu đề cột nó là coi như yêu cầu, coi như là cái tiêu đề cột của vùng tiêu chuẩn nó khác với cả tiêu đề các cột ở trong bảng tính. Thì cái này lát nữa ta sẽ vào cái cụ thể ta sẽ thấy rõ. Thế sau đó rồi coi như là phía bên dưới là cái công thức cần thỏa mãn là gì, thì coi như ta liệt kê cái công thức đấy ra. Còn cái dạng thứ tư là cái dạng tiêu chuẩn kết hợp. Thì cái dạng này là cái dạng tiêu chuẩn nó không còn là đơn thuần là trên một cột nào đó thỏa mãn một cái điều kiện gì đó, mà ở đây là coi như là nó thể hiện là cùng lúc là đối tượng cần phải thỏa mãn nhiều cái điều kiện, chẳng hạn như trên cột này thỏa mãn điều kiện này, và trên cột kia thỏa mãn điều kiện kia, hoặc là trên cột này thỏa mãn điều kiện này, hoặc trên cột kia thỏa mãn điều kiện kia. Thì cũng lát nữa là ta vào cái trường hợp cụ thể thì ta sẽ thấy rõ. Bây giờ ta sẽ đi vào từng cái dạng. Dạng thứ nhất là đơn giản là coi như trên cái cột nào đó đối tượng cần phải thỏa mãn là coi như có cái giá trị đúng một cái giá trị gì đó. Thì ở đây là tôi lấy hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là giả sử như là ta làm việc với cả những cái đối tượng thuộc cái phòng hành chính. Thế thì ở đây là coi như là cái đối tượng cần phải thỏa mãn cái điều kiện là giá trị ở trên cái cột phòng ấy nó phải bằng HC. Thế thì ta có thể lập ra cái vùng tiêu chuẩn đơn giản là liệt kê cái tiêu đề cái cột liên quan đến điều kiện tiêu chuẩn. Cái điều kiện cần thỏa mãn là cái cột đấy là cột phòng, ta liệt kê tiêu đề phòng, và cái giá trị mà cái những cái đối tượng mà ta sẽ làm việc là giá trị trên cái cột phòng này nó có giá trị là HC. Đấy. Thì là cái vùng tiêu chuẩn ta xây dựng nó đơn giản như thế này thôi. Còn nếu như là với cái vùng tiêu chuẩn mà ta xây dựng như thế này là cái điều kiện của ta liên quan đến cái cột số ngày công. Và ở đây là coi như ta xây dựng thế này có nghĩa là ta làm việc với những cái đối tượng có cái số ngày công đúng bằng 25 ngày.
còn coi như là không đúng bằng 25 ngày thì ta không xét đến. Đấy. Thì ở đây là cái dạng này là cái dạng là dạng một là trên cái cột nào đó đối tượng có giá trị đúng bằng một cái giá trị cụ thể nào đó thì cột đó là gì? Ta liệt kê cái tiêu đề cột và cái giá trị cần phải đạt được là gì? Ta đặt ngay ở phía bên dưới của cái tiêu đề cột này. Thế ta sang dạng thứ hai. Dạng thứ hai là cái dạng mà cái đối tượng ta cần làm việc nó ở trên cái cột nào đó, nó phải thỏa mãn cái biểu thức so sánh nào đó. Cái biểu thức so sánh ở đây là so sánh theo cái kiểu là so sánh lớn hơn hoặc là lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, hoặc là so sánh này là so sánh khác. Đây, cái dấu nhỏ hơn rồi tiếp theo cái dấu lớn hơn là so sánh này là so sánh khác. Đấy. Thế thì tôi cũng đi vào cái ví dụ cụ thể. Thì chẳng hạn như ở đây là ta muốn làm việc với những cái đối tượng lương thấp hơn 7.000. Đấy. Thì ở đây thì muốn như thế thì ta phải xây dựng ra cái vùng tiêu chuẩn thể hiện cái điều kiện mà đối tượng cần thỏa mãn là lương thấp hơn 7.000. Thì cái điều kiện ta liên quan đến cột lương thì ta liệt kê cái tiêu đề của cái vùng tiêu chuẩn đấy là điều kiện liên quan đến cột lương, cái tiêu đề là lương, và bên dưới là cái điều kiện mà đối tượng cần thỏa mãn là cái giá trị trên cột lương này là phải nhỏ hơn 7.000. Thì tôi để luôn cái biểu thức nhỏ hơn 7.000 đấy, nghĩa là đối tượng cần phải thỏa mãn cái biểu thức này. Thế còn nếu như tôi xây dựng cái vùng tiêu chuẩn nó như thế này thì có nghĩa là tôi muốn làm việc với những cái đối tượng mà cần phải thỏa mãn ở trên cái cột số ngày công ấy, là nó phải khác 25, nghĩa là ta làm việc với cả những cái đối tượng mà có số ngày công nó khác 25. Đấy, nó khác Nó khác 25 khác nhau. bằng bao nhiêu cũng được nha, không phải là 25. Đấy. Đấy là cái dạng thứ hai, là cái dạng là thỏa mãn cái biểu thức so sánh. Thì trên cột nào cần thỏa mãn biểu thức so sánh nào thì ta liệt kê tiêu đề cột đấy ra và ta viết cái biểu thức so sánh ở phía bên dưới. Ta sang cái dạng thứ ba là cái dạng tiêu chuẩn công thức. Tiêu chuẩn công thức. Thế thì ở cái dạng thứ ba này là yêu cầu là trên cột nào đó đối tượng cần phải thỏa mãn một cái công thức nào đó. Ở đây thì giả sử như là tôi trong cái bảng lương tháng 3 này là tôi muốn coi như trích những cái người coi như là có họ là Trần và có họ là Hoàng ra một cái vùng khác, hoặc là tìm kiếm những cái người có họ là Trần, có họ là Hoàng, tìm thấy thì coi như hiện ở trên cái bảng tính cho tôi. Thì ở đây là cái ta phải xây dựng cái vùng tiêu chuẩn dưới dạng là công thức. Công thức nó như thế này. Trước hết là coi như cái vùng tiêu chuẩn này nó cũng có cái tiêu đề cột của vùng tiêu chuẩn. Nha, như tôi nói ở phía bên trên là nếu cái vùng tiêu chuẩn là cái dạng công thức thì cái tiêu đề cột của cái vùng tiêu chuẩn này nó yêu cầu là nó phải khác với tất cả các cái cột ở trong cái bảng cơ sở dữ liệu. Như hai cái dạng bên trên thì cột đấy là cột gì thì ta liệt kê cái tiêu đề nó đúng cái tên cột đấy. Như ở cái dạng tiêu chuẩn công thức thì là nó lại khác, là cái cột đấy là cột gì thì tôi không viết y xì coi như là cái tiêu đề cột đấy ra ở đây, mà nó yêu cầu là cái tiêu đề cột của cái vùng tiêu chuẩn này nó phải khác với tất cả các cái cột ở trong cơ sở dữ liệu. Do đó là để gợi nhớ thì tôi vẫn để cái chữ là điều kiện này nó liên quan đến họ tên, và coi như để cho nó khác đi tôi đánh chữ DK họ tên, có nghĩa điều kiện của cái họ tên đấy, hoặc là cột XYZ gì đấy cũng được. Thế sau đó ở phía bên dưới là tôi liệt kê cái công thức mà đối tượng cần thỏa mãn. Thì cái công thức đấy thì các bạn nhìn là ở phía bên dưới của cái họ tên này là nó thể hiện cái giá trị của cái công thức đấy tại cái ô cụ thể là ô B5. Đấy. Chứ còn công thức ý, thì ta theo dõi ở trên cái dòng tôi nhập công thức ở đây. Dòng công thức các bạn nhìn ở đây là tôi đưa cái công thức ở đây là dùng cái hàm O mà hôm trước thầy Tiệp đã dạy cho các bạn ấy, là cái hàm mà coi như là
hoặc là thỏa mãn cái biểu thức logic này hoặc là thỏa mãn biểu thức logic kia. Thì ở đây là coi như hoặc là thỏa mãn cái điều kiện của biểu thức logic là lấy bốn cái ký tự của cái phần họ tên, cái ô B5 ở đây là coi như là ở cái họ tên đây này. Tôi để con khi lập công thức thì tôi để con trỏ ở cái cột dữ liệu mà tôi cần làm và để ở trên cái đối tượng đầu tiên. Thế thì cái dữ liệu là cột B, cột họ tên là cột B và cái đối tượng đầu tiên nằm trên dòng 5. Thế thì khi lập công thức thì tôi để con trỏ ở cái ô B5 là cái đối tượng đầu tiên ở trên cái cột mà ta cần xác lập công thức. Thế và tôi đánh vào cái công thức là coi như hoặc là coi như lấy bốn ký tự của cái phần họ tên này nó bằng đúng chữ Trần. Đấy. Thì ở trong trường hợp này là những người họ Trần hoặc là thế hoặc là lấy năm ký tự của cái phần họ tên thì nó bằng đúng chữ Hoàng. Đấy. Thì theo công thức này hoặc là đối tượng có họ là Trần hoặc là đối tượng có họ là Hoàng. Đấy. Thì coi như là đấy là những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện của ta. Thế sau khi tôi đánh vào thì coi như là ở đây nó hiện ra chữ sai ấy, là bởi vì cái đối tượng khi mà tôi lập công thức là tôi để ở trong cái ô B5 là cái đối tượng đầu tiên. Thì đối tượng này là họ Nguyễn thì không thỏa mãn, thì đến khi vào thực hiện là coi như là những đối tượng không thỏa mãn thì nó sẽ không 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 tìm ra cho ta, không đưa ra cho ta, nó chỉ đưa những đối tượng thỏa mãn thôi. Thì nó sẽ coi như là lọc trên toàn bộ cái cơ sở dữ liệu là theo công thức của ta thì những đối tượng nào họ Trần họ Hoàng nó sẽ đưa ra. Thì ở cái này tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là cái ô tiêu đề của cái vùng tiêu chuẩn là coi như là nó yêu cầu là đặt nó không được coi như là trùng với cả cứ một cái tiêu đề nào trong cái cơ sở dữ liệu. Do đó là tôi đặt là coi như là để mang tính gợi nhớ điều kiện này liên quan đến họ tên thì tôi vẫn có cái chữ họ tên ở trong đây thì để cho nó khác đi thì tôi đánh x y z d k cái gì đấy cho nó khác đi thì coi như là bởi vì là nó yêu cầu như thế này. Thế ta sang cái dạng thứ tư. Cái dạng thứ tư là cái dạng tiêu chuẩn kết hợp này. Thì ở cái dạng thứ tư ấy, thì coi như là dạng tiêu chuẩn kết hợp có nghĩa là coi như là cùng lúc nó phải thỏa mãn nhiều điều kiện. Đấy. Trên cột này thỏa mãn điều kiện này hoặc trên cột kia thỏa mãn điều kiện kia hoặc là trên cột này thỏa mãn điều kiện này và trên cột kia thỏa mãn điều kiện kia vân vân. Thế thì ở đây ấy, là ta xem là trong cái điều kiện tiêu chuẩn của ta có liên quan đến những cái cột nào. Thì ở cái vùng tiêu chuẩn dạng kết hợp này là cái dòng đầu tiên là ta liệt kê tên tiêu đề của tất cả các cột mà liên quan đến cái điều kiện tiêu chuẩn của ta. Thế sau đó rồi phía bên dưới cái dòng tiêu đề đấy, phía bên dưới dòng tiêu đề thì ta liệt kê những cái điều kiện tiêu chuẩn đối tượng cần thỏa mãn. Ở đây thì ta liệt kê những cái điều kiện trên những dòng khác nhau là nó theo cái nghĩa là hoặc là thỏa mãn điều kiện của dòng này hoặc thỏa mãn điều kiện của dòng kia. Đấy. Còn xét trên cùng một dòng thì những cái điều kiện ta đặt trên cùng một dòng thì đối tượng đồng thời phải thỏa mãn tất cả những cái điều kiện liệt kê ở trên dòng đó. Như thế thì là với cái khối vùng tiêu chuẩn mà tôi liệt kê ra ở đây là nó liên quan đến những cái cột phòng, cột chức vụ, cột số công và cột lương. Và ở đây là những cái điều kiện là tôi để ở trên hai dòng thì có nghĩa là hoặc là nó thỏa mãn điều kiện mà tôi liệt kê ở cái dòng 17 đây hoặc là thỏa mãn làm việc với những đối tượng thỏa mãn điều kiện ở dòng 18. Nếu thỏa mãn điều kiện ở dòng 17 thì nó phải đồng thời thỏa mãn tất cả những cái điều kiện mà tôi liệt kê ở trên dòng này. Thì có nghĩa là hoặc là đối tượng phải thỏa mãn cái điều kiện là làm việc ở phòng HC, chức vụ là NV và có số ngày công lớn hơn 25. Hoặc là thế, hoặc là thỏa mãn điều kiện ở dòng 18 là những cái đối tượng làm việc ở phòng TV và có mức lương nhỏ hơn 7.000. Đấy. Thế tôi nói lại nhé, là coi như là với cái điều kiện ở vùng tiêu chuẩn này này thì là những cái điều kiện mà để trên những dòng khác nhau
thì có nghĩa là đối tượng, những cái đối tượng ta xét nó cần phải thỏa mãn hoặc là điều kiện ở trên dòng này hoặc thỏa mãn điều kiện nằm ở trên dòng kia. Còn xét trên cùng một dòng thì là xét ở trên một dòng. Đấy, thì đối tượng phải thỏa mãn tất cả những cái điều kiện mà ta đặt ra ở trên cái dòng đó. Như thế thì với cái điều kiện mà tôi lập ra ở đây là tôi có nghĩa là tôi làm việc với cả những cái người hoặc là ở phòng HC chức vụ là NV mà có số ngày công lớn hơn 25. Đấy thì coi như nó sẽ lọc những cái người ở phòng HC và có chức vụ là nhân viên là NV và đi làm có số công là lớn hơn 25 ngày. Hoặc là thế, hoặc là nó sẽ tìm những cái người ở phòng TV mà lương thấp hơn 7.000. Đấy. Thì những cái điều kiện đặt trên cùng một dòng thì có nghĩa là đồng thời phải thỏa mãn tất cả những điều kiện ở cái dòng đó. Còn những điều kiện nằm ở trên những dòng khác nhau thì có nghĩa là hoặc là thỏa mãn điều kiện của dòng này hoặc thỏa mãn điều kiện của dòng kia. Rồi. Thế sau đây thì chúng ta sẽ vào một số cái ví dụ cụ thể thì để cho hình dung nó tốt hơn. Cái thao tác đồ không phải vào ví dụ cụ thể mà vào từng cái thao tác, vào từng cái thao tác cụ thể. Cái thao tác đầu tiên là cái thao tác tìm kiếm. Tìm kiếm ở đây ấy, là tìm ở trên cái bảng dữ liệu của ta xem những cái đối tượng nào thỏa mãn cái điều kiện mà ta cần tìm. Và nếu tìm thấy thì chỉ ngay ở trên cái bảng tính, còn những đối tượng không thỏa mãn thì che giấu ẩn nó đi. Thế và ta xét một cái ví dụ cụ thể, chẳng hạn như là cái ví dụ là tìm những cái người ở phòng HC có chức vụ là NV và có số ngày công lớn hơn 25 và những cái người ở phòng tài vụ, phòng TV mà có lương thấp. Thì ở đây là ta phải hình dung như thế này, là cái chữ và ở đây ấy, thì trong cái câu văn nó là và. Đấy. Trong cái câu chữ chữ và những người ở phòng tài vụ, phòng TV thì trong câu văn nó là và, nhưng trong cái ngữ cảnh logic ấy, thì ta phải coi như là hiểu đây là hoặc là. Như thế thì với cái yêu cầu này thì ta sẽ tìm những cái người ở phòng HC mà phải thỏa mãn là chức vụ là NV và cái số ngày công lớn hơn 25, được không? Và ở đây là hoặc là những cái người ở phòng là TV mà có cái mức lương nhỏ hơn 7.000. Thì cái mà coi như cái điều để tìm kiếm thì ta phải lập ra cái vùng tiêu chuẩn thể, cái điều kiện mà đối tượng cần thỏa mãn. Thì cái điều kiện này chính là cái điều kiện mà ta đã lập ở cái trang trước. Đấy, là cái đây thì nó chính là cái vùng tiêu chuẩn này. Thế thì để tìm kiếm những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện của vùng tiêu chuẩn này ấy, thì cái việc đầu tiên là coi như là ta phải lập cái vùng tiêu chuẩn thể thể hiện cái điều kiện đối tượng cần thỏa mãn. Thế sau đó rồi đến cái bước tiếp theo là ta vào trong cái menu data. Ở trên cái màn hình làm việc thì phía trên cùng là nó có cái hàng hệ menu, thì ta chọn vào cái menu data. Đấy, khi menu data được chọn thì phía bên dưới là nó hiện thị thanh công cụ của cái menu này, thì ta tìm ở phía bên phải đấy là nó có phiếu chọn là Advanced Filter đấy, Advanced Filter. Thì là để tìm kiếm thì ta vào trong menu data và ta chọn cái Advanced Filter. Thì lúc này máy đưa ra cái bảng để cho ta khai báo. Thì có mấy cái mục mà ta khai mấy mục khai báo mà ta cần phải coi như chú ý. Cái mục thứ nhất là cái mục action, thì nó có hai cái action là filter the lead in place hoặc là copy to another location. Thì ở đây là cái tìm kiếm thì nó tương ứng với cả cái action 1 là cái filter the lead in place. Còn cái copy to another location là nó cho cái trường hợp rút trích, là cái mà coi như ta sẽ xét ở cái phần B. Đấy.
Thì ở đây là tìm kiếm, ta chọn cái action thứ nhất, filter, delete in place. Thế còn cái list range này là khai báo về cái phạm vi của cái bảng dữ liệu của ta, phạm vi của cái cơ sở dữ liệu. Còn cái criteria range là cái phạm vi của cái vùng tiêu chuẩn. Thì tôi lật lại cái trang trước để coi như là cho ta xem cái phạm vi của cái cơ sở dữ liệu của ta là ta nhìn ở trên bảng có phải là từ cái ô A4 cho đến ô Y12, đúng không? Còn cái dòng 13 là dòng tổng thì lại không tính vào trong cái cơ sở dữ liệu nữa rồi. Cái dòng tổng này là cái dòng kết xuất thông tin. Đấy. Thế còn cái vùng tiêu chuẩn của ta, cái phạm vi của nó là từ cái ô ở cột C dòng 15 này, C15 cho đến F18. Đấy. Thì ta khai báo, xin lỗi, C15 cho đến F17. Đấy. Cái dòng F17, dòng 18 là dòng trống. Đấy. Thế thì ta khai báo là cái phạm vi cái vùng cơ sở dữ liệu cho nó đúng là từ A4 đến Y12, còn vùng tiêu chuẩn là từ C15 đến F17. Đây. Thế sau khi khai báo xong thì ta ok. Thì máy nó sẽ xử lý đưa ra cho ta đây, máy nó sẽ xử lý đưa ra cho ta những cái đối tượng thỏa mãn điều kiện mà ta cần tìm kiếm. Còn những đối tượng mà không thỏa mãn điều kiện thì nó che, nó giấu, nó ẩn đi. Đấy thì trên màn hình ta thấy là có hai cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện vùng tiêu chuẩn. Cái đối tượng thứ nhất là coi như đối tượng là Nguyễn Văn An ở phòng hành chính là nhân viên và có cái số ngày công lớn hơn 25. Đây có số ngày công là 28. Thế còn cái đối tượng thứ hai là đối tượng ở phòng TV đấy. Và có cái mức lương là 6.300, nó nhỏ hơn 7.000. Thế sau khi ta xem những cái đối tượng thỏa mãn điều kiện xong rồi thì có thể ta có nhu cầu là coi như hiện lại cái bảng như ban đầu đấy. Thì để mà hiện lại cái bảng như ban đầu ấy thì ta vào lại phiếu chọn data thì ta thấy là ở phía bên trên cái ekran có cái clear filter đây này, thì ta chọn cái clear thì coi như là nó sẽ bỏ đi cái lọc những cái đối tượng thỏa mãn để đưa lại cơ sở, đưa là cái cơ sở dữ liệu ban đầu hiện ra đây, thì nó lại hiện ra toàn bộ. Nghĩa là sau khi xem xong, nếu như mà ta muốn hiện lại toàn bộ cái cơ sở dữ liệu ban đầu đấy, không có coi như là ẩn giấu những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện bên dưới, thì ta vào trong data và chọn cái clear. Ta sang cái thao tác tiếp theo với làm việc với cơ sở dữ liệu là thao tác rút trích. Là cái thao tác này là thao tác là tìm những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện nào đó. Nếu tìm được thì trích ghi nó ra một cái vùng khác. Thì ở đây là tôi lấy ví dụ là cũng ở trên cái bảng lương này, tôi muốn coi như là tìm những cái người mà có họ Trần và họ tìm được thì trích ra để nó ở phía bên dưới của bảng lương này để bắt đầu từ dòng 18 đổ đi chẳng hạn. Thế thì để mà coi như là làm việc rút trích này thì cũng việc đầu tiên là ta phải xây dựng cái vùng tiêu chuẩn thể hiện đối tượng cần thỏa mãn. Thì cái vùng tiêu chuẩn này thì như phía bên trên các bạn thấy là tôi xây dựng đây là cái vùng tiêu chuẩn là nó thỏa mãn cái công thức, đúng không? Do đó là coi như là cái dòng tiêu đề của cái vùng tiêu chuẩn này nó yêu cầu phải khác với cả tiêu đề tất cả các cột ở trong cái cơ sở dữ liệu của ta. Đấy thì chẳng hạn như ở đây là tôi đặt cái tiêu đề là DK họ tên chẳng hạn. Đấy. Thế sau đó rồi phía bên dưới là tôi liệt kê cái công thức mà đối tượng cần thỏa mãn. Thì cái công thức ta nhìn phía bên trên cái dòng mà đưa công thức ở đây là tôi đưa vào cái ở cột B dòng 16, tức là phía bên dưới công thức là coi như là hoặc là tên mà có bốn chữ đầu là Trần, hoặc là tên có bốn năm chữ đầu là Hoàng, có nghĩa là tương ứng với những người họ Trần hoặc là họ Hoàng.
Thế sau khi có cái vùng vùng tiêu chuẩn này rồi thì tôi tiến hành cái rút trích như sau, là tôi lại cũng vào data và chọn cái Urban Filter đấy, thì cái bảng lệnh lúc nãy nó hiện ra để ta khai báo. Lần này cái thao tác của ta là rút trích, là tìm được thì trích ghi nó ra cái vùng bên dưới của cái bảng, thì là ta chọn cái là action là cái copy to another location. Thế cái list range vẫn là cái cơ sở dữ liệu là cái phạm vi là từ A4 đến I12. Còn cái vùng tiêu chuẩn, cái criteria range ấy, thì coi như đây là coi như là từ B15, B16. Đây, thì ta nhìn lại là cái vùng tiêu chuẩn này là nó ở cột B, dòng 15, dòng 16. Đây, B15, B16 đây. Thế sau khi khai báo action thích hợp, khai báo về cái cơ sở dữ liệu, phạm vi cơ sở dữ liệu, rồi cái phạm vi vùng tiêu chuẩn. Đấy. Thì khai báo cái cuối cùng là cái copy to, là khai báo là tìm được những đối tượng thỏa mãn điều kiện, họ là Trần hoặc là họ là Hoàng đấy, thì trích ghi ra đâu, copy copy tới đâu thì copy tới A18, tức là cái vùng phía bên dưới. Thế xong rồi ok đấy. Thì máy nó sẽ xử lý thế này, là nó sẽ tìm những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện vùng tiêu chuẩn này, tìm được coi như trích ghi nó ra, ghi nó ra bắt đầu cái vùng từ cái ô A18 này. Thế có bao nhiêu đối tượng thì cứ như thế mà ghi trải đều nó xuống. Đấy, đấy thì ta thấy là coi như là theo cái công thức, theo cái công thức mà ta đưa ở trong cái vùng điều kiện, thì máy nó trích ghi nó lọc những cái người mà có họ là Trần hay là họ là Hoàng đấy. Đấy, cái thao tác C là thao tác xóa những cái người thỏa mãn cái điều kiện, xóa những người thỏa mãn điều kiện nào đó ra khỏi danh sách. Đấy. Thì cũng có thể là coi như là giả sử như cái bảng lương vừa rồi, tôi muốn tìm và xóa tất cả những người họ Trần họ Hoàng ra khỏi danh sách, hoặc là xóa những người phòng tài vụ ra khỏi danh sách, vân vân. Thì coi như là cái thao tác xóa ở đây ấy, thì coi như là ta thể làm như sau, là đầu tiên ta thực hiện cái thao tác tìm kiếm những cái người đó. Cái thao tác tìm kiếm là ta đã set ở trong cái phần A rồi đấy. Thì sau khi tìm kiếm thì ta thấy là trong cái cơ sở dữ liệu là nó đưa những cái người thỏa mãn điều kiện mà cần tìm kiếm ra cho ta xem, còn những cái người mà không thỏa mãn điều kiện đó thì nó được ẩn giấu đi. Thế khi mà những cái người thỏa mãn điều kiện ta tìm kiếm nó hiện ra thì ta đánh dấu, ta xóa những người đó đi, bôi đen đánh dấu xóa những người đó. Thế sau đó rồi coi như là ta gọi hiện lại toàn bộ cái bảng cơ sở dữ liệu thì bằng cái data clear filter. Thì khi này là cái cơ sở dữ liệu nó những cái đối tượng đang bị ẩn giấu, những đối tượng thỏa mãn đi điều kiện tìm kiếm bị ẩn giấu là nó sẽ hiện lại. Thế và trong cái bảng cơ sở dữ liệu đấy là những cái đối tượng thỏa mãn điều kiện mà ta cần tìm kiếm ấy là đã bị xóa ở cái bước thứ hai này rồi. Thế chỉ còn lại những cái đối tượng mà không thỏa mãn điều kiện. Đấy. Thì là như thế là có nghĩa là ta đã xóa được những cái đối tượng thỏa mãn điều kiện ra khỏi cái cơ sở dữ liệu. Thì cái thao tác tìm kiếm, thao tác xóa thì nó là như thế. Đầu tiên là ta tìm kiếm. Thế khi mà máy nó đưa những cái đối tượng thỏa mãn điều kiện thì ta đánh dấu, ta xóa. Xóa đấy xong rồi ta gọi hiện lại cái cơ sở dữ liệu. Thì lúc này là những đối tượng mà thỏa mãn điều kiện thì đã bị ta đánh dấu xóa rồi, nó chỉ còn lại là những đối tượng không thỏa mãn điều kiện. Thế ta sang cái phần D. Đấy. Là ta set cái nhóm hàm làm việc với cơ sở dữ liệu. Thì với cơ sở dữ liệu thì nó có ngoài những cái mà hàm, những phép tính làm việc được với bảng dữ liệu thì vẫn làm việc được với cơ sở dữ liệu. Nhưng với cơ sở dữ liệu thì ta có thêm một cái nhóm hàm, mà nhóm hàm này thì lại là không áp dụng được với cả cái bảng mà không phải là cơ sở dữ liệu, nó chỉ áp dụng được với cơ sở dữ liệu. Thì ở đây là ta thấy là coi như là ta xét 6 cái hàm, là hàm D average, D sum, D cao, D cao A, D max, D min.
thì với cái tính năng của từng hàm là tôi liệt kê ở đây, chẳng hạn như là DA average ấy, là dùng để tính trung bình cộng, cái DSum là dùng để tính tổng, D cao là đếm cái số ô có dữ liệu số, D cao A là đếm số ô có dữ liệu. Đấy, chẳng hạn D max là tìm giá trị lớn nhất, D min tìm giá trị lớn nhất. Nhưng mà những cái hàm này thì ta xem là có những cái cú pháp là tôi cũng liệt kê luôn ra ở đây, thì ta thấy là mỗi cái hàm này là nó có ba đối, những cái hàm này nó có ba đối, nó có đặc điểm là coi như có cái chữ D ở đầu nữa không? Chữ D này là với cái ý nghĩa là làm việc với cơ sở dữ liệu đấy, làm việc với database đấy. Thế còn coi như ở bên trong là coi như là cái tên hàm đấy nó chỉ cái chức năng của cái hàm đấy, average là tính trung bình cộng, sum là tính tổng, cao là tính đếm cái phần tử mang dữ liệu số, cao A là mang dữ liệu, max là lớn nhất, min nhỏ nhất đấy. Thì bây giờ ta xét là những cái hàm này là nó có cái cú pháp là coi như có cái dạng là dạng chung, là nó đều có ba đối. Cái đối đầu tiên là database, có nghĩa là những cái hàm này là cái đối đầu tiên, nó chỉ ra là ta sẽ làm việc trên cái cơ sở dữ liệu nào đấy, cái cơ sở dữ liệu đấy có phạm vi từ đâu đến đâu. Cái đối thứ hai ấy, là đối n, là chỉ cái số thứ tự cái cột mà hàm này nó sẽ tính, nghĩa là trong cái bảng dữ liệu, trong cái cơ sở dữ liệu của ta nó có rất nhiều cột, như là cái hàm này nó không phải là tính trên tất cả các cột mà nó chỉ tính trên một cột nào đó. Thế cái cột đấy là cột thứ mấy của bảng thì nó được chỉ ra bởi cái đối n này này. N là chỉ ra cái số thứ tự của cái cột mà hàm này sẽ tính toán trên nó. Còn cái đối thứ ba là cái criteria, là cái đối vùng tiêu chuẩn, thì là cái hàm này nó tính ở trên cái cơ sở dữ liệu được chỉ ra ở bởi cái đối thứ nhất, và trên cơ sở dữ liệu đấy nó chỉ tính trên cột thứ n được chỉ ra bởi đối thứ hai nha. Nó lại không phải tính cho toàn bộ tất cả những cái đối tượng ở trong cái bảng đấy. Đấy, mà nó chỉ tính cho những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện của cái vùng tiêu chuẩn được chỉ ra bởi cái đối thứ ba. Như thế thì các cái hàm ở đây là nó tính trên cái cơ sở dữ liệu, trên cơ sở dữ liệu nào thì cái đối thứ nhất nó sẽ chỉ ra đấy là cơ sở dữ liệu nào, và là trên cái cơ sở dữ liệu đấy thì tính trên cột thứ mấy của cái cơ sở dữ liệu đấy, thì đấy là được chỉ ra bởi cái đối thứ hai. Và trên cái trong cái bảng dữ liệu đấy thì không phải là tính hết cho toàn bộ tất cả những cái đối tượng, mà chỉ tính cho những cái đối tượng nào thỏa mãn cái điều kiện nào đó, thì cái điều kiện đấy là nó được chỉ ra bởi cái đối thứ ba. Thế lát nữa ta sẽ vào từng ví dụ thì nó sẽ rõ hơn. Đây là ví dụ chẳng hạn như là với cái bảng lương như thế này, nếu bây giờ tôi có yêu cầu tính toán là tôi tính là tính tổng, tính tổng trên cái cột tổng lương, trên cái cột tổng lương là cột cột Y này này, cột cuối cùng ấy, của những cái người có chức vụ là trưởng phòng hoặc là phó phòng. Đấy, những người có chức vụ là trưởng phòng hoặc phó phòng. Như thế thì coi như là ta mà dùng cái hàm sum thông thường ở đây là không không được. Đấy. Thế thì ở đây là coi như là ta dùng cái hàm DSum. DSum là cái hàm tính tổng. Thế thì cái hàm DSum thì ta thấy là cái cú pháp của nó là có ba đối, là cơ sở dữ liệu nào tính trên cột thứ mấy và tính cho những cái đối tượng thỏa mãn điều kiện tiêu chuẩn nào. Thì áp dụng vào đây là tôi đầu tiên là sẽ phải lập cái vùng tiêu chuẩn thể hiện đối tượng cần thỏa mãn, là ta chỉ tính toán với cả những đối tượng mà có chức vụ là trưởng phòng hay phó phòng. Thì tôi xây dựng cái vùng tiêu chuẩn đây liên quan đến cột chức vụ, tôi liệt kê cái tiêu đề cột chức vụ, và cái đối tượng cần thỏa mãn là coi như điều kiện đối tượng là chức vụ là trưởng phòng hoặc phó phòng. Thì ở đây là tôi để là hai cái giá trị này trên hai dòng khác nhau, có nghĩa là hoặc là thỏa mãn điều kiện dòng này hoặc thỏa mãn điều kiện dòng kia.
nghĩa là đối tượng là trưởng phòng cũng được hoặc là phó phòng cũng được, đấy, chức vụ là trưởng phòng phó phòng cũng được. Thế sau khi có cái vùng tiêu chuẩn này rồi, vùng tiêu chuẩn này là nó nằm ở trên cột C, bắt đầu từ dòng 15 cho đến dòng 17, như thế cái phạm vi vùng tiêu chuẩn ở đây là từ C15 cho đến C17. Thì tôi sẽ coi như là đây, đưa con trỏ đến cái ô mà cần coi như để cái giá trị tính toán. Và tôi đánh vào cái công thức là đưa cái hàm D sum, tôi dùng cái hàm D sum tôi tính. Thế thì cái đối thứ nhất là tính cho cái cơ sở dữ liệu nào, thì tôi chỉ ra cái cơ sở dữ liệu của ta là có phạm vi từ ô A4 cho đến Y12. Cái đối thứ hai là tính trên cái cột thứ mấy, thì ở đây là tôi tính là tính cái cột lương, thì cái cột tổng lương là trong cái bảng dữ liệu này, cái cột tổng lương là nó nằm ở cột đây, là cột thứ tự là cột thứ nhất, cột thứ hai, họ tên, phòng là thứ ba, vân vân, thì đến cái cột tổng lương là cột thứ 9. Thì tôi tính là tính trên cột thứ 9 cho những cái đối tượng thỏa mãn cái điều kiện ở cái vùng tiêu chuẩn C15 cho đến C17, tức là nó sẽ lọc những cái bảng ghi những cái đối tượng có chức vụ là trưởng phòng, phó phòng, thì nó gióng sang cột thứ 9, nó lấy cái giá trị cái tổng lương nó cộng vào với nhau. Thì đây kết quả là được cái tổng lương của tất cả những đối tượng là trưởng phòng, phó phòng là bằng từng này. Hay là lấy thêm một cái ví dụ nữa, lấy thêm cái ví dụ chẳng hạn như là ở đây là ta đếm cái số người có phụ cấp ở phòng hành chính, phòng HC. Đây trên cái cột phụ cấp ở đây thì tôi thấy là có người có phụ cấp, có người không có phụ cấp. Đấy. Thế thì cái yêu cầu ở đây là trên cái những cái đối tượng ở phòng HC này, ta xem là có bao nhiêu đối tượng có phụ cấp. Thì có phải là coi như là tôi sẽ lọc những cái người mà ở phòng HC, lọc những cái bảng ghi mà có cái giá trị phòng là HC, lọc ra. Thế và tôi đếm là ở trên cái cột phụ cấp ấy là có bao nhiêu ô có dữ liệu. Thì cái đấy nó thể hiện là từng đấy cái người ở cái phòng HC là được phụ cấp. Đúng không? Thế thì cái công cụ dùng ở đây là tôi sẽ coi như là dùng cái hàm D cao. D cao là cái hàm mà tính đếm cái số ô có dữ liệu là số. Thì nó đếm ở trên cái cột phụ cấp này là xem là có bao nhiêu ô có dữ liệu số với những người mà ở phòng HC. Thì đấy thì coi như là dùng cái hàm D cao là phù hợp. Này. Thì đầu tiên tôi cũng xây dựng cái điều kiện mà các cái đối tượng cần thỏa mãn là ta làm việc với cả những đối tượng phòng HC. Do đó là tôi xây dựng cái vùng tiêu chuẩn thể hiện cái đối tượng cần làm việc là phòng phải có giá trị là bằng HC. Thế sau đó rồi tôi đưa con trỏ ô đến cái ô mà cần điền cái giá trị và đánh vào cái công thức là bằng D cao. Đấy. D cao. Thì cái đối thứ nhất là cái cơ sở dữ liệu nào, thì tôi chỉ ra cái cơ sở dữ liệu đấy là nằm bắt đầu từ ô A4 cho đến ô Y12. Và đếm ở đây là đếm trên cái cột phụ cấp. Thì ta xem cái cột phụ cấp là cột thứ mấy. Cột phụ cấp là cột thứ 6 ở trong bảng. Cột thứ nhất là thứ tự. Họ tên là cột 2, 3, 4, 5. Và cái cột phụ cấp là cột thứ 6. Đếm trên cột 6. Những cái đối tượng mà thỏa mãn cái điều kiện của cái vùng tiêu chuẩn C15, C16. Tức là những cái người mà có cái giá trị trên cái cột phòng là HC. Đấy. Thì khi thực hiện nó sẽ lọc những cái bảng ghi những cái đối tượng đấy có cái giá trị phòng là HC ra và nó đếm trên cột thứ 6 là đấy, thì những đối tượng đấy thì trên cột thứ 6 là có bao nhiêu đối tượng là có dữ liệu số, thì ở đây là nó đếm được có 2 đối tượng có dữ liệu số. Đây là cái đối tượng HC thứ nhất là cái anh có chức vụ là TP này, và cái HC thứ hai có dữ liệu số ở trên cái cột phụ cấp là anh có chức vụ là PP này. Còn lại những cái HC khác là trên cột phụ cấp là không có đấy. Để ta xét thêm một cái ví dụ nữa, giả sử
như là ta tính giá trị trung bình của cái cột lương của những người có chức vụ là nhân viên NV. Thế thì ở đây là tính giá trị trung bình, thì ta dùng cái hàm trung bình cộng là cái hàm D-Average. Thế và cái điều kiện mà đối tượng cần thỏa mãn là đây, đây ta làm việc với những đối tượng là có chức vụ là nhân viên, thì do đó là trước tiên là ta lập cái vùng tiêu chuẩn thể hiện cái điều kiện đối tượng cần thỏa mãn là cột chức vụ có giá trị là bằng nhân viên. Đấy. Ta lập cái vùng tiêu chuẩn này ở cái C, vùng tiêu chuẩn là nằm ở trên cái cột C dòng 15, dòng 16. Thế và cũng đưa con chó ô đến cái nơi mà ta cần điền cái giá trị là ô E16 đây. Và ta đưa công thức vào cái ô E16 là ta sẽ dùng cái hàm trung bình cộng, đó, D average. Thì cái đối thứ nhất của nó là cơ sở dữ liệu nào thì ta chỉ ra là A4 cho đến I12. Thế ở đây là tính trung bình trên cái cột lương, thì ta đếm xem cái cột lương là cột thứ mấy của bảng tính. Cột lương ở đây là cột thứ 7. Đấy. Đây cột thứ tự là cột 1, cột 2, 3, cột 4, cột 5, cột 6 là nó nằm ở trên cột thứ 7. Thì cái đối thứ hai, cái thông số N là có giá trị bằng 7. Và cái đối thứ ba là vùng tiêu chuẩn nào thì ta chỉ ra tiêu chuẩn là C15 cho đến C16. Thì sau khi đưa xong công thức rồi thì coi như là máy nó sẽ tính toán cái, nó sẽ lấy tất cả những cái người mà có chức vụ là NV, nó tính ở trên cái cột thứ 7 là tính trung bình cộng của giá trị lương của những cái người đấy, thì được cái giá trị bằng như thế này, bằng 6.345. Và ta xét cái thao tác cuối cùng làm việc với cơ sở dữ liệu là cái thao tác tổng hợp dữ liệu theo nhóm. Tổng hợp dữ liệu theo nhóm. Tổng hợp dữ liệu theo nhóm. Thì với cái bảng dữ liệu ấy, thì nhiều khi là ta cần phải coi như là được dữ liệu theo từng nhóm, từng nhóm. Chẳng hạn như ở đây là coi như ta cần tính tổng lương, tổng phụ cấp này, tổng của lương này, thưởng, tổng của tổng lương theo từng phòng ban, nghĩa là coi như là lương của phòng hành chính là bằng bao nhiêu, tổng lương phòng hành chính là bao nhiêu, tổng phòng hành chính là bao nhiêu. Đấy. Tương tự với phòng TV, phòng tài vụ thì tổng lương là bao nhiêu, tổng phụ cấp là bao nhiêu, tổng tổng lương là bao nhiêu. Đấy. Thì đấy là coi như là cái thao tác như thế, nó gọi là coi như là tổng hợp dữ liệu theo từng nhóm, từng nhóm. Thì muốn tổng hợp dữ liệu theo từng nhóm như thế thì việc đầu tiên là ta phải sắp xếp dữ liệu của ta theo từng nhóm bằng cách là ta vào trong cái menu data, thì phía bên dưới là coi như là nó hiện ra cái thanh công cụ đấy, thì ta chọn vào cái lệnh sort đấy để coi như ra lệnh sắp xếp, và sắp xếp ở đây theo từng nhóm mà ta cần tổng hợp dữ liệu. Ở đây là coi như là ta vào data chọn sort thì máy nó sẽ đưa ra cho ta cái bảng lệnh. Bảng lệnh như thế này. Đây là bảng lệnh lệnh sort. Thế thì ta tổng hợp dữ liệu theo từng nhóm phòng ban, đúng không? Thế thì coi như là ta sắp ở đây là sort by là theo phòng. Phòng nào ra phòng đấy, hành chính ra hành chính, tài vụ ra tài vụ. Thế thì ta khai báo là sắp theo cái cột phòng tăng dần hay giảm dần, đấy là tùy theo từng cái trường hợp cụ thể mà ta chọn, chẳng hạn như ở đây là coi như là tăng dần từ A đến Z. Thế sau ok, thì sau khi mà ra lệnh sắp xếp như thế thì máy nó sẽ sắp xếp trên cái cột phòng này là những cái người cùng phòng là nó để cùng một nhóm, cùng một nhóm. Rồi, thế sau khi mà coi như là sắp xếp là phòng nào ra phòng đấy rồi thì ta mới tiến hành là vào trong cái tổng hợp dữ liệu theo nhóm. Thì bước thứ hai là để tổng hợp dữ liệu theo nhóm thì ở đây là coi như là nó có một cái chú ý là hoặc là ta bôi đen cái bảng dữ liệu của ta, bôi đen đánh dấu, hoặc là ta để con trỏ ô ở bên trong cái bảng dữ liệu của ta, thì để khi mà ra lệnh tổng hợp dữ liệu theo nhóm là máy nó biết là làm việc với cái bảng dữ liệu đang được bôi đen, hoặc là làm việc với bảng dữ liệu mà đang con trỏ ô đang ở trên nó. Thế sau đó rồi thì
ta vào trong cái phiếu chọn data. Đây, vào cái hàng hệ menu ở trên để chọn cái menu data. Thì phía dưới thanh công cụ nó có lệnh sub total bên này. Thì cái sub total này nó hơi sát ở phía màn hình phía bên phải. Đấy. Thế thì ta sẽ chọn cái lệnh sub total. Đấy. Thì máy nó sẽ đưa ra cái bảng chọn lựa để ta khai báo. Thì cái thứ nhất là khai báo là coi như là ta tổng hợp dữ liệu theo cái nhóm nào, thì theo cái nhóm cột phòng. Đấy. SX trên in trên cái sự thay đổi giá trị trên cái cột phòng. Đấy. Thì cứ mỗi từ phòng này sang phòng khác thì coi như là nó đấy là lại hiểu là coi như sang một cái nhóm khác. Đấy. Là trên cái coi như là trên cái thay đổi giá trị trên cái cột phòng. Đấy. Cái thứ hai là ta sử dụng cái hàm gì, thì ở đây không phải là lúc nào là cũng tính tổng đâu, ta để tính trung bình cộng, có thể tính mắc, có thể tính min. Ở đây là ta tính tổng thì ta dùng cái hàm sum. Đấy. Và cái thứ ba là ta tính trên những cái cột nào, thì ở đây là coi như người ta yêu cầu là tính trên cột phụ cấp, cột lương, cột thưởng, cột tổng lương, thì ta coi như kích hoạt những cái cột mà ta cần tính lên bằng cách là đánh dấu tích chữ V ở phía bên đầu của tiêu đề cột đấy, ta tích. Thế sau khi rồi coi như là tích khai báo xong rồi thì ta ok, thì lúc này là máy nó sẽ xử lý đấy. Thì ta thấy là coi như là cứ sau mỗi nhóm phòng thì nó có một cái dòng tổng con đấy. Chẳng hạn như là với phòng HC thì nó có tổng của phòng HC. Thế tổng phụ cấp của HC bằng bao nhiêu điền vào đây, tổng lương bao tính được bao nhiêu điền vào đây, tổng sau cái dòng là phòng tài vụ thì nó cũng có cái tổng của phòng tài vụ, và dưới cùng là có cái grand total là tổng toàn bộ tất cả. Đấy. Thế và ta chú ý ở phía bên góc trên bên 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 trái là nó có ba cái nấc. Nó tương ứng là nấc 1, nấc 2, nấc 3. Thì nếu như ta ấn vào nấc 1 thì trên màn hình là nó chỉ hiện lên mỗi cái tổng toàn bộ thôi, còn tất cả những cái khác nó che, nó giấu, nó ẩn đi. Còn nếu chọn nấc 2 thì nó có tổng toàn bộ và tổng của từng nhóm. Còn bây giờ là ta đang xem nấc 3 là xem toàn bộ cái dữ liệu của từng nhóm, tổng từng nhóm và tổng toàn bộ. Thế sau khi mà ta tính cái tổng hợp dữ liệu theo nhóm thì ta thấy là cứ sau mỗi nhóm là nó lồng vào một cái dòng tính tổng con của từng nhóm. Thế nếu như là ta muốn coi như là đưa lại cái cơ sở dữ liệu ban đầu, nghĩa là nó gỡ bỏ những cái dòng grand total và cái coi như là tổng của cái từng nhóm thì là ta làm như sau. Để hủy bỏ cái chức năng subtotal thì ta lại vào lại cái data subtotal. Máy hiện ra cái bảng lúc nãy, thì ta chú ý là phía bên góc dưới bên trái của cái bảng đấy là có cái remove, thì ta chọn kích vào cái này thì nó sẽ xóa đi những cái dòng tính tổng đấy. Thì lại đưa cái cơ sở dữ liệu về cơ sở dữ, về cái ban đầu đấy. Đấy thì ta thấy nếu như là cái bảng dữ liệu của ta mà tổ chức dưới dạng một cái cơ sở dữ liệu, đấy là theo cái nguyên tắc là coi như là tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu là cái dòng tiêu đề các cột phải tuân thủ nằm ở trên một dòng, và từ dòng thứ hai trở đi là ghi thông tin về các đối tượng, thông tin mỗi đối tượng là ghi ở trên một dòng. Thế thì nếu tổ chức như thế thì là cái bảng dữ liệu đấy nó chính là một cái cơ sở dữ liệu, và đã là cơ sở dữ liệu thì ngoài những cái thao tác làm việc tính toán cộng trừ nhân chia như với bảng dữ liệu thì ta còn có thể có thêm những cái thao tác là tìm kiếm, rút trích, xóa những cái đối tượng thỏa mãn điều kiện nào đó, hoặc là ta sử dụng cái nhóm hàm D đấy, có 6 cái hàm D để coi như là tính ở trên cái bảng dữ liệu trên những cột nào đó cho những đối tượng thỏa mãn cái điều kiện gì đó. Thì cái phần lý thuyết là nó đến đấy là hết, đến đây là hết. Thế sau đây chúng ta có cần tôi minh họa coi như là trên một cái bảng cụ thể trong trong Excel
hay là không. Nếu có thì coi như là ta điền số 1, còn nếu không thì ta điền số 0 vào cái hộp chat. Chúng ta có cần minh họa không? Nếu nếu cần minh họa thì ta đánh vào số 1, thì tôi sẽ lấy một cái bảng tính ra, tôi tên minh họa cụ thể. Thế tôi cứ minh họa nhé. Đây. Bây giờ giả sử như là ta có một cái bảng điểm ở đây. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ là coi như ta sẽ làm ba cái yêu cầu. Cái yêu cầu thứ nhất là rút trích những cái người có loại là T và có tổng điểm là lớn hơn 11 và điểm toán lớn hơn 7, và những người loại V có tổng lớn hơn 10 và điểm văn lớn hơn 6. Thế thì tôi giải thích qua cái bảng điểm này là cái giải thích qua một chút để coi như chúng ta là chủ động nắm bắt được coi như cái ý của cái bài toán. Giả sử đây là coi như là một cái bảng ghi điểm của những thí sinh thi vào một cái trường nào đó và chia thành hai loại loại toán và loại văn, nghĩa là vào lớp toán lớp văn chẳng hạn thế, và cái điểm toán văn như ở đây của hai điểm toán văn là cái cột tổng này. Thế thì cái yêu cầu đầu tiên là giả sử như là ta rút trích những cái người loại rút trích những cái người mà đỗ đấy đỗ ra, thì những cái người mà đỗ vào lớp toán là có tổng điểm là lớn hơn 11 và cái điểm toán lớn hơn 7. Còn những người mà đỗ vào lớp văn chẳng hạn thì có tổng phải lớn hơn 10. Vào lớp văn thì coi như là cái điểm nó thấp một chút, lớn hơn 10, và điểm văn lớn hơn 6, lớn hơn là bằng 6. Đấy. Thì cái thao tác này là thao tác rút trích, đúng không? Thế thì cái việc đầu tiên là tôi phải xây dựng cái vùng tiêu chuẩn thể hiện cái điều kiện mà đối tượng cần thỏa mãn. Thì ở đây là đối tượng cần thỏa mãn. Đối tượng cần thỏa mãn là hoặc là nếu mà vào lớp toán thì cái tổng phải lớn hơn hoặc bằng 11 và cái điểm toán lớn hơn bằng 7. Còn nếu vào lớp văn thì cái tổng phải lớn hơn 10. Đấy. Và cái điểm văn lớn hơn 6. Như thế thì là cái điều kiện ở đây là nó liên quan đến ba cột, bốn cột: cột loại, điểm toán, cột điểm văn và cột tổng. Thế thì tôi sẽ sao chép luôn tiêu đề của những cái cột này, đỡ phải đánh lại. Đấy. Thế cái điểm toán của ta ấy,
thì cái loại nếu là loại là toán thì coi như nếu mà đỗ thì coi như cái tổng điểm là nó phải lớn hơn bằng 11 đúng không? Thì tôi ghi cái điều kiện đây vào, và đồng thời cái điểm toán là phải lớn hơn bằng 7. Cái này là đồng thời thỏa mãn, do đó là tôi để trên cùng dòng. Đấy là với trường hợp là điểm toán. Còn nếu điểm văn, nếu vào lớp văn thì là cái điểm văn nó phải lớn hơn bằng 6. Và cái tổng lớn hơn bằng 10. Rồi. Thế sau khi có vùng tiêu chuẩn rồi thì ta thực hiện cái rút trích thôi. Tôi phải di chuyển cái này nó ra cái chỗ khác này. Rồi. Thế thì rút trích ở đây ấy, thì tôi vào trong data chọn cái ECVAN. Và cái action là tôi phải khai báo là copy đến một cái vị trí khác. Đấy. Cái cơ sở dữ liệu của ta là cái cơ sở dữ liệu tôi khai báo là cái cơ sở dữ liệu này là từ A4 cho đến G12. Rồi. Cái vùng tiêu chuẩn của ta là cái vùng tiêu chuẩn này. Đây. Tôi bôi đen đánh dấu khai báo là từ G12 cho đến M14. Và copy to thì tôi để ngay phía bên dưới này. Thế sau đó rồi ok. Đây thì lúc này là nó đã rút trích ra những cái đối tượng thỏa mãn điều kiện để phía bên dưới. Đây, những cái người mà coi như là đỗ vào lớp toán, lớp văn có tổng điểm với cả người thứ nhất là điểm tổng là 12, đỗ vào lớp toán với điểm toán là 7. Người thứ hai là tổng điểm 12, đỗ lớp văn, điểm văn là 8. Người thứ ba đỗ là điểm văn, đỗ vào lớp văn, điểm văn là 9. Đấy. Người thứ tư điểm đỗ vào lớp toán, toán là 9. Để ta sang cái ý thứ hai. Ý thứ hai là tính trung bình điểm toán của những người loại T. Đấy. Nghĩa là ở đây là ta xem là những cái người mà thi vào khoa toán ý, thì là những người đấy là coi như là có cái điểm trung bình toán là bao nhiêu. Tất cả những người thi vào khoa toán thì coi như ta lấy điểm toán cộng vào chia đều ra thì xem là coi như là những cái người mà lớp thi vào lớp toán là có điểm trung bình điểm toán bao nhiêu. Thì nếu như thế thì coi như là ta sẽ dùng cái hàm D average đúng không? Và coi như là cái điều kiện cần thỏa mãn là coi như là cái khoa cái lớp cái loại là T. Đấy, thì tôi xây dựng cái vùng tiêu chuẩn, cái cột là cột loại. Đây tôi sao chép nó vào đây. Loại là T. Đấy. Rồi. Thế sau đó rồi coi như là cái kết quả tôi cần để vào đây chẳng hạn. Thì tôi đưa con trỏ đến cái nơi cần để công thức và đánh vào cái công thức là coi như là tôi sẽ dùng cái hàm DA với hết tính trung bình cộng. Cái đối đầu tiên cơ sở dữ liệu là tôi khai báo, bôi đen khai báo đây hoặc là này. Hoặc là đánh A4 đến G12 cũng thế. Cái đối thứ hai là tính trung bình điểm toán thì tôi xem là coi như làm việc ở trên cái cột điểm toán là cột thứ mấy, thứ tự là cột thứ nhất này, họ tên, cột thứ hai khu vực, cột thứ ba loại, bốn toán là cột
là cột thứ năm. Đấy. Cho những cái người thỏa mãn điều kiện vùng tiêu chuẩn. Vùng tiêu chuẩn là vùng tiêu chuẩn này, vùng tiêu chuẩn từ J12 đến J13. Ok. Đấy. Enter. Đấy, thì coi như là máy nó sẽ tính ra là những cái người mà thi vào khoa toán, vào lớp toán, đấy có điểm toán là 6.25. Thế còn cái yêu cầu thứ ba, đây, yêu cầu thứ ba là tìm điểm cao nhất của toán văn theo khu vực. Thì trước khi sang câu mới thì tôi xóa cái vừa làm của câu trước đi. Đợi. Đợi. Thì câu này thì coi như là ta thấy đây là cái tổng hợp dữ liệu theo nhóm. Nhóm ở đây là nhóm khu vực. Thế thì khi mà ta tổng hợp dữ liệu theo nhóm khu vực thì đầu tiên là ta phải sắp xếp dữ liệu theo khu vực. Khu vực 1 ra khu vực 1, khu vực 2 ra khu vực 2, 3 ra 3. Thế sau khi sắp xếp xong rồi thì là ta tính điểm cao nhất của toán văn tổng. Ở đây là xem là khu vực 1 điểm điểm toán cao nhất là bao nhiêu. Được không? Văn cao nhất là bao nhiêu, tổng cao nhất là bao nhiêu. Đấy. Thì ở đây là coi như là ta tổng hợp dữ liệu theo nhóm theo từng khu vực 1 và cái hàm tổng hợp ở đây là ta dùng cái hàm max. Thì tôi cũng làm nhanh để cho chúng ta thấy. Này. Thì trước khi mà tổng hợp dữ liệu theo nhóm thì đầu tiên là ta phải sắp xếp dữ liệu theo nhóm, đúng không? Vào trong data ta chọn cái sắp xếp. Ở đây là nó hỏi sắp theo cái cột nào thì tôi khai báo là sắp theo cái cột khu vực. Đấy, theo cái chiều. Ok. Thì sau khi nó sắp cái bảng này theo từng khu vực rồi thì tôi tiến hành là tổng hợp dữ liệu theo nhóm thôi. Là để con trỏ ô ở trong cái cơ sở dữ liệu ta cần làm. Thế xong rồi vào trong data, chọn cái subtotal đây. Thì nó hỏi là SX trên in, là trên mỗi cái sự thay đổi giá trị trên cái cột, là cột khu vực chứ không phải cột thứ tự. Nó mặc định là cái cột đầu tiên, thì ta phải khai báo lại là cột khu vực. Sử dụng cái hàm là hàm max. Đấy. Tìm giá trị lớn nhất mà. Thế và trên những cái cột nào, thì ở đây là tính điểm cao nhất trên cái cột văn toán và tổng. Thì tôi phải kích hoạt trên cái cột toán này, văn và tổng. Thì ok. Đấy. Thì đây, lúc này là nó sẽ xử lý. Đấy. Sau cái khu vực 1 thì là cái điểm toán cao nhất của khu vực 1 là từng này, văn là từng này. Tương tự khu vực 2, khu vực 3. Đấy. Thế như thế là tôi giới thiệu xong cho các bạn về cái phần cơ sở dữ liệu và có làm minh họa. Đấy. Thì hy vọng là coi như là qua cái giới thiệu này rồi về các bạn coi như là đọc tài liệu làm thêm thì các bạn sẽ rõ thêm về cái cơ sở dữ liệu và nắm được cái khái niệm cơ sở dữ liệu, làm việc được với cả những cái trong cơ sở dữ liệu thì ta sẽ làm việc rất nhiều việc với cái bảng dữ liệu của ta. Có lẽ là coi như cái buổi này là ta kết thúc ở đây thôi nhỉ. Thầy Việt ơi, thầy Việt có cần dặn dò các em cái gì nữa không? Thầy Việt ơi. Thầy Việt còn ở đây không thầy Việt ơi? Còn vấn đề gì à, thầy nhỉ? Vâng ạ. Đây thì coi như cái phần lên lớp của mình là xong rồi. Vâng ạ. Vâng. Hy vọng là vâng. Các em nắm bắt được vấn đề. Thế thì vâng ạ, vâng. Có còn vấn đề gì thì thầy coi như là dặn dò các em thì thầy dặn dò. Còn không có thì có thể kết thúc được. Vâng, chắc bây giờ thời gian để cho mọi người, cho các em có cơ hội để đặt những câu hỏi. Không còn những câu hỏi gì không? Đây.